huấn luyện viên đội tuyển nữ Zambia thích ngủ với cầu thủ nào cũng được. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Zambia là Bruce Mweep đang bị buộc tội có hành vi tình dục sai trái với các nữ cầu thủ trong đội. Đây là một scandal lớn nổ ra ngay trước thềm lễ khai mạc vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand mà đội tuyển Zambia là một đại diện. Zambia là một trong bốn đội tuyển nữ châu Phi tham dự vòng chung kết World Cup, nằm ở bảng C với Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica và sẽ chơi các trận đấu đó ở New Zealand. Bruce Mweep được bóng đá Zambia tôn xưng là người hùng khi giúp đội tuyển nữ nước nhà giành chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ông ta được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng vào tháng 5 năm 2018, được trao mọi quyền triệu tập, gạt bỏ và sử dụng cầu thủ. Chính vì thế, quyền lực của ông ta rất lớn đối với các nữ cầu thủ. Nhưng khi lễ khai mạc của vòng chung kết World Cup 2023 sắp diễn ra, Bruce Mweep lại xuất hiện trước FIFA và toàn thế giới như một tội phạm tình dục, chuyên lạm dụng chính các nữ cầu thủ của mình. Điều này diễn ra không chỉ trong ngày 1, ngày 2 mà trong một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại, Bruce Mweep đã bị điều tra về các cáo buộc liên quan đến việc tấn công tình dục, lạm dụng quyền lực để thỏa mãn dục vọng, cũng như cưỡng ép nạn nhân che giấu thông tin. Tuy nhiên, cái kim trong bọc rồi cũng đến lúc lòi ra. Những đơn thư tố cáo về nạn tấn công tình dục ở đội tuyển nữ Zambia đã xuất hiện từ năm ngoái. Hiệp hội bóng đá Zambia, FAZ, cho biết vào tháng 9 năm 2022, họ đã chuyển một cuộc điều tra về các cáo buộc lạm dụng tình dục trong trận đấu dành cho nữ tới cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA. Mweep và huấn luyện viên Kaluba Kanwa của U17 được cho là nằm trong số những người của FAZ bị điều tra. Bruce Mweep đang bị điều tra về tội cưỡng bức và lạm dụng tình dục. FAZ không nghi ngờ vô cớ, họ đã nắm trong tay nhiều bằng chứng khả tín do các nạn nhân và bạn của nạn nhân cung cấp. Một nữ tuyển thủ Zambia giấu tên đã cho biết, nếu ông ta, Mweep, muốn ngủ với ai, người đó phải đồng ý việc huấn luyện viên ngủ với các cầu thủ trong đội của chúng tôi đối với ông ấy là chuyện bình thường. Một nguồn tin cho biết các cầu thủ họ đã nhận được những lời đe dọa, không phải từ chính Mweep. Họ đang bị đe dọa sẽ trừng phạt nếu họ dám nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra. Liên đoàn bóng đá Zambia đang nhắm mắt làm ngơ vì kỳ tích lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup. Có thể họ coi Mweep là người hùng dân tộc và các cô gái trong đội tuyển nữ chính là những phần thưởng cho ông ta. Đó là cách các quan chức thể thao Zambia tận dụng thành quả của các nữ cầu thủ để thể hiện thành tích với công chúng và lãnh đạo đất nước. Đồng thời bưng bít một hậu trường nham nhở và bẩn thỉu. Mweep đã phản ứng lại bằng cách chuyển các câu hỏi do phóng viên báo The Guardian, Anh, xung quanh các cáo buộc đến văn phòng báo chí FAZ. Người phát ngôn của FAZ được Guardian hỏi liệu họ có nhận được bất kỳ khiếu nại nào về hành vi của Mweep hay không sau tuyên bố vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù chúng tôi không có hồ sơ khiếu nại chính thức từ bất kỳ ai về các cáo buộc, nhưng chúng tôi coi những cáo buộc này rất nghiêm trọng và đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này. Tổng thư ký của FAZ, Adrian Kasala, cho biết trong một tuyên bố: chúng tôi sẽ hợp tác với Sở Cảnh sát Zambia và các bên liên quan khác để giải quyết vấn đề này. Theo chủ tịch của FAZ, Andrew Kamanga, cuộc điều tra đã được chuyển đến cảnh sát và FIFA để đảm bảo rằng mọi thứ được tiến hành một cách minh bạch và rõ ràng. Chúng tôi muốn một cơ quan độc lập như FIFA đứng ra giải quyết để đảm bảo tính khách quan. Khi có kết luận, chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi có đủ quy tắc và quy định trong bóng đá để có thể đối phó với vấn đề này. Điều này được hiểu rằng FIFA đã biết về những cáo buộc chống lại Mweep và đã liên hệ với FAZ để điều tra. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của FIFA cho biết họ không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Xin lưu ý rằng, chúng tôi có một chính sách chung. Ủy ban đạo đức độc lập không bình luận về việc liệu các cuộc điều tra có đang được tiến hành đối với các trường hợp bị cáo buộc hay không. Như thường lệ, bất kỳ thông tin nào mà Ủy ban đạo đức có thể muốn chia sẻ sẽ được truyền đạt theo quyết định của họ. Dù sự thật thế nào và bao giờ nó sẽ được công bố, chúng ta đều cảm thấy đáng tiếc về việc này. Vòng chung kết World Cup nữ là một sự kiện thể thao nhằm tôn vinh các nữ cầu thủ cũng như những vận động viên thể thao nữ và toàn bộ phụ nữ trên thế giới. Thế nhưng, khi mà nó còn chưa mở màn,
những vụ việc, thông tin về nạn lạm dụng, tấn công tình dục đã xuất hiện và bôi bẩn tinh thần đẹp đẽ đó. Thật sự, nạn lạm dụng tình dục nhằm vào các vận động viên nữ khá phổ biến trên toàn thế giới. Ngay ở những nền thể thao tiến bộ như châu Âu, Mỹ cũng liên tục xuất hiện scandal liên quan đến tình dục, chứ nó không chỉ xảy ra ở những nền thể thao kém phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.